Chào bà con, mình ăn cái món khoai môn này ngon quá chừng đi. Thành ra bây giờ có mấy ông ở miền Bắc này nè, ông mình hỏi coi cái cách như thế nào á, cách như thế nào để mấy ông truyền nghề cho bà con ha, để chia sẻ vấn đề nấu ăn. Cái mà nấu canh khoai môn này nè, nó là một cái đặc biệt, nó là canh khoai ngứa. Khoai ngứa chứ nó không phải là canh khoai môn. Anh nói là bên em gọi là rồng mồm á. Không, cái rồng mồm nó khác. Rồng mồm mình là ngứa. Cái này là khoai môn, khoai môn hả? Không, cái khoai ngứa tối thui à, chả nhìn gì khác. Nó ngược cái ánh đèn này, đâu đây đâu đây, nhìn tôi thui. Y như cái bóng cái này. Cây này này, mà nó có bóng ở dưới này này, mà có vào nhé. Lột ra đi. Đó là cái cây này, cái cây khoai này hả? Như mình về một chiếu nữa. Đó là em uống này tiếp, em nốt ra. Cái này là mình nước à? Thì em uống cái này xong em nốt ra cái này. Uống cho nó hết đi để phí phạm mình hồng. Dạ. Để rồi em uống hết đi đã. Cái này ăn cái này các bạn ơi. Sau khi mình ngồi bàn bên này đó, mình nhảy sang bên này coi sao hả? Coi cuộc sống bên này, tại vì người nhiều sống mà nhìn sang hàng xóm chút xíu mà bà con. Chứ mà không nhìn sang hàng xóm, mình không chào hỏi giống kỳ quá chừng đi. Đây cái bàn nhậu bên này đó, thì bên này cũng khiêm nhường quá chừng đi. Tại toàn dân nhậu mà, thì là họ thích uống nhiều hơn ăn đó. Đã đồ ăn nó còn quá chừng nè. Thì khi mình về đây, mình ra ngoài Bắc này, mình thấy cuộc sống của họ coi như cũng rất là thoải mái. Coi có nhiều cái mình học hỏi nơi đây ra. Thí dụ như đường xá, rồi tìm hiểu về cái cuộc sống hồi xưa như thế nào đó. Thì người ta cho biết cái lũy tre xanh đó hiện tại bây giờ nó không còn nữa. Tại bây giờ bắt đầu người ta thay đổi hết trơn trọi rồi. Cái cuộc sống hồi xưa cách đây mấy chục năm đó, nó đã thay đổi. Tại bây giờ người ta nhà cửa người ta đều trải nhựa đường hay thông thường người trải xi măng gì nhiều. Ok, thì tạm thời thì quanh đi quẩn lại chỉ có mấy ăn uống còn bà coi như cũng nản nè ha. Thì ngày mai bắt đầu mình đi ra Hà Nội đó. Rồi có gì bắt đầu mình quay để cho bà con thấy cái Hà Nội có gì khác không, lạ không bà con ha. Rồi ok, rồi bye bye bà con nha.